Chào mừng quý vị khán giả của kênh YouTube Nhà báo Phan Đăng. Thưa quý vị, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một trong những nhân vật gây tranh cãi bậc nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó là Hồ Quý Ly, người đã chấm dứt 175 năm tồn tại của nhà Trần để mà chuyển sang nhà Hồ, tạo ra một vương triều mới và thực hiện hàng loạt những cải cách trong lịch sử. Thưa quý vị, nhìn lại sự xuất hiện của Hồ Quý Ly trên bầu trời lịch sử của dân tộc Việt Nam, câu hỏi đầu tiên mà chúng ta phải đặt ra đó là con đường nào đã đưa Hồ Quý Ly vào cung và con đường nào đã đưa Hồ Quý Ly trở thành cánh tay phải của vị vua Trần Nghệ Tông nhà Trần, và con đường nào khiến cho Hồ Quý Ly có thể lấy ngôi nhà Trần chuyển sang nhà Hồ. Thưa quý vị, câu trả lời đầu tiên trong ba câu hỏi đó liên quan đến những người phụ nữ, những người đàn bà trong lịch sử. Bởi vì nhiều trang sử nói rằng Hồ Quý Ly có hai bà cô xinh đẹp làm cung phi của vua Trần, và chính hai bà cô này đã đưa Hồ Quý Ly cháu mình vào cung. Một trong hai bà cô xinh đẹp đó là bà Minh Từ Hoàng Thái Phi, sinh ra cung Định Vương Trần Phủ, người mà sau này đã trở thành vua Trần Nghệ Tông. Thuở nhỏ ở trong cung thì Trần Phủ và Hồ Quý Ly chơi thân với nhau và có tình cảm yêu mến nhau. Sau này khi mà vua Trần Dụ Tông chết, truyền lại ngôi cho Nhật Lễ, và Nhật Lễ là một đứa con lạc loài của nhà Trần, cho nên muốn đổi từ nhà Trần sang nhà Dương, tạo ra một khúc lịch sử gọi là Dương Triều vô cùng thê thảm của nhà Trần, điều mà chúng tôi đã nói trong một clip trước đây. Thì lúc đó Trần Phủ phải chạy loạn, và trong quá trình Trần Phủ chạy loạn thì được sự góp sức rất lớn của Hồ Quý Ly. Với sự góp sức của Hồ Quý Ly cùng những hào kiệt khác, cuối cùng cung Định Vương Trần Phủ cũng đã tụ hợp được những cái lực lượng đồng tâm đồng sức với mình để mà quay về diệt trừ mối họa Dương Nhật Lễ, lấy lại ngôi vị cho nhà Trần và trở thành vua Trần Nghệ Tông. Thưa quý vị, kể lại một lịch sử như vậy để thấy rằng từ nhỏ cho đến lớn thì Hồ Quý Ly có một mối quan hệ rất khăng khít với cung Định Vương Trần Phủ và sau này là vua Trần Nghệ Tông. Điều đó giải thích vì sao mà sau khi có triều chính thì Trần Nghệ Tông rất tin Hồ Quý Ly. Thưa quý vị, từ những người phụ nữ, những bà cô xinh đẹp đưa mình vào cung đến mối quan hệ với vua Trần Nghệ Tông, Hồ Quý Ly dần dần leo lên những nấc thang tột bậc quyền lực trong cung đình nhà Trần. Và khi Trần Nghệ Tông trao lại ngôi của mình cho con trai là Thuận Tông thì Hồ Quý Ly đã gả con gái của mình cho Thuận Tông. Tức là lúc đó Hồ Quý Ly trở thành bố vợ của vua Trần. Sau đó khi mà thấy triều chính nhà Trần ngày một suy vi, quốc khố trống rỗng, quốc gia điêu tàn, Hồ Quý Ly làm một việc là ép con rể của mình, Thuận Tông, phải nhường ngôi cho cháu ngoại của mình mà lịch sử vẫn gọi là Trần Thiếu Đế. 2-3 tuổi, Trần Thiếu Đế lên ngôi, non nớt, không biết công việc triều chính. Hồ Quý Ly đã lấy ngôi của cháu ngoại và chấm dứt 175 năm tồn tại của nhà Trần, chuyển nhà Trần thành nhà Hồ vào mùa xuân năm 1400, đổi tên đất nước thành Đại Ngu với một ý nghĩa rằng mong đất nước thịnh trị, mong đất nước vui vẻ, mong đất nước thái bình. Phải nói rằng từng bước một Hồ Quý Ly leo lên những nấc thang quyền lực, và từng bước một ông thực hiện những cuộc hôn nhân chính trị để cụ thể hóa một âm mưu thay thầy đổi chủ trong lịch sử Việt Nam. Nhìn lại toàn bộ quá trình đó,
quý vị có thể sẽ nhớ đến Trần Thủ Độ, người cũng thực hiện những cuộc hôn nhân chính trị để mà kết thúc hơn 200 năm tồn tại của Vương Triều Lý, chuyển Triều Lý sang Triều Trần. Và có lẽ khi thực hiện những cuộc hôn nhân chính trị để có một cuộc chuyển ngôi vị, chuyển triều chính như vậy, thì Hồ Quý Ly ít nhiều cũng nhớ đến Trần Thủ Độ. Tuy nhiên, lịch sử không lặp lại. Bối cảnh mà Trần Thủ Độ chuyển nhà Lý sang nhà Trần và bối cảnh Hồ Quý Ly chuyển nhà Trần sang nhà Hồ là rất khác nhau. Mà cụ thể là đến thời nhà Trần thì dòng tộc nhà Trần, quý tộc nhà Trần đã phát triển rất là mạnh mẽ. Nó khác so với thời của những quý tộc hoàng tộc nhà Lý trước đây. Cho nên lấy được ngôi từ nhà Trần thì Hồ Quý Ly luôn phải canh cánh trong lòng một câu hỏi: làm thế nào để diệt được toàn bộ quý tộc nhà Trần, để mà diệt trừ hậu họa? Không vượt được, không trả lời được câu hỏi đó, Hồ Quý Ly đã rơi vào một bi kịch thê thảm của lịch sử do chính mình tạo ra. Thưa quý vị, sau khi chuyển ngôi từ nhà Trần sang nhà Hồ, Hồ Quý Ly thực hiện hàng loạt những cải cách. Và trong lịch sử, người ta đã nói nhiều với nhiều chiều phân tích khác nhau về những cải cách của ông. Ví dụ, ông đã đổi tiền đồng sang tiền giấy, và đấy được cho là một cải cách đi trước thời đại. Ví dụ, ông đã thực hiện những chính sách là hạn điền hạn nô, tức là giới hạn lại điền thổ đất đai của quý tộc nhà Trần, giới hạn lại việc sử dụng gia nô nô lệ của quý tộc nhà Trần để mà cởi bỏ sức sản xuất cho người dân. Ví dụ như Hồ Quý Ly đã thực hiện một cái chính sách quản lý dân số rất là chặt chẽ và có những bộ phận để chăm lo sức khỏe định kỳ cho người dân. Ví dụ như về mặt quân sự thì Hồ Quý Ly cũng đã xây một cái tòa thành mà chúng ta vẫn gọi là thành nhà Hồ ở Thanh Hóa. Một tòa thành mà sau này những nhà khảo cứu đi vào tìm hiểu và đã khẳng định đấy là một trong những tòa thành xuất chúng nhất, vĩ đại nhất, kiên cố nhất trong số những tòa thành ở Đông Nam Á thời kỳ đó. Rồi dưới thời của Hồ Quý Ly thì người con cả của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Chừng là một nhà quân sự lỗi lạc. Ông đã tạo ra súng thần công, ông đã tạo ra cổ lâu thuyền, tức là thuyền lớn giáp chiến trên sông. Và đấy là những vũ khí tối tân hiện đại, được đánh giá cao hơn cả những vũ khí mà nhà Minh Trung Quốc đương thời đang có. Thưa quý vị, ngay cả trong thi cử cũng vậy, nhà Hồ đã thực hiện một cải cách rất là mới mẻ, đó là thi toán. Và chính những kỳ thi của nhà Hồ đã chọn ra được những người tài cho lịch sử. Và một trong những người tài đó chính là Nguyễn Trãi, người làm quan nhà Hồ và sau này làm quan nhà Lê, người đã viết Bình Ngô Đại Cáo sau này. Thưa quý vị, hàng loạt những cải cách như vậy, nhưng trong lòng của Hồ Quý Ly vẫn canh cánh hai câu hỏi lớn. Một là phải làm gì để có thể đối phó lại với những quý tộc nhà Trần vẫn còn tồn tại và bất mãn với mình. Và hai là làm gì để giữ nước. Cho nên kể từ năm 1400, khi mà lên ngôi thực hiện một cuộc thay thầy đổi chủ, Hồ Quý Ly đã có hàng loạt những sự chuẩn bị về mặt quân sự, về mặt quân binh để chống lại một cuộc chiến tranh xâm lược của nhà Minh Trung Quốc. Ví dụ, ông cho xây thành Đa Bang ở Sơn Tây. Ví dụ, ông cho cắm cọc nhọn ở sông Bạch Hạc, Vĩnh Phúc nhằm ngăn chặn nhà Minh có thể xua thủy quân vào vùng Đông Đô, tức là Hà Nội bây giờ. Và ông cũng huy động một lực lượng quân đội với một số lượng được cho là đông đảo và hết sức quy mô. Ấy vậy mà khi nhà Minh xua quân xâm lược thì chỉ sau 6 tháng thôi, nhà Hồ mất nước, có vũ khí tối tân, có thành Quách
kiên cố, có sự chuẩn bị về mặt quân sự công phu bài bản, và đặc biệt là một nhà chính trị mang màu sắc cải cách rất là lớn. Ấy thế mà Hồ Quý Ly lại giống như một tia chớp lóe lên trên bầu trời lịch sử của thời đại quân chủ chuyên chế Việt Nam. Ông đã thất bại nhanh chóng, và vì vậy đất nước lại bị đô hộ bởi một triều đình phong kiến Trung Hoa. Thưa quý vị, tại sao Hồ Quý Ly thất bại? Xưa nay có hai cách lý giải cho thất bại của Hồ Quý Ly. Thứ nhất, người ta nói rằng những cải cách của ông quá mới mẻ. Những cải cách đó có thể mang tầm tư duy của một nhà chính trị lớn. Những cải cách mà nếu thành công, Hồ Quý Ly có thể trở thành một PE đại đế của Việt Nam. Và đất nước của chúng ta có thể phát triển rực rỡ, rất xa so với những đất nước mà tương liên, tương cận về văn hóa trong khu vực và châu lục. Nhưng những cải cách đó vì nó đi trước thời đại, cho nên nhân dân không theo kịp, xu thế của dân tộc không theo kịp. Và những cải cách một khi không bắt kịp được với xu thế của nhân dân, của dân tộc, thì nó lại quay ra trở thành một yếu tố tiêu cực làm hại chính mình. Ví dụ, khi mà ông bỏ tiền đồng mà đổi tiền đồng làm tiền giấy, thì ông tạo ra bất mãn lớn trong tầng lớp những người thương nhân trong xã hội. Hay là ví dụ, khi mà ông quyết định rời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa, biến Thăng Long thành Đông Đô, thì đấy cũng là lúc mà ông tạo ra một bất mãn ghê gớm với các quý tộc nhà Trần. Đến cái mức mà khi nhà Minh xâm lược, dựng nên một ngọn cờ là phù Trần diệt Hồ, thì nhiều quý tộc nhà Trần còn đi theo nhà Minh với một cái hy vọng là nhà Minh sẽ diệt Hồ Quý Ly để trao trả vương quyền lại cho nhà Trần. Nhiều hào trưởng thổ ti ở những khu vực biên giới cũng lần lượt theo nhà Minh, dẫn đường cho nhà Minh vào hại nhà Hồ, để rồi cuối cùng họ nhận ra đấy chỉ là một quân bài chính trị của nhà Minh mà thôi. Sau khi diệt xong nhà Hồ, nhà Minh không hề trả lại ngôi cho nhà Trần như những gì mà họ đã giao giảng tuyên bố trước đó. Họ nói rằng đất này vốn dĩ là đất thuộc địa của những triều đình phong kiến Trung Hoa, cho nên bây giờ lại xin nhập lại trở thành một khu vực, một quận, một huyện của Trung Hoa. Và đến lúc này thì những quý tộc nhà Trần mới biết là mình bị lừa. Một số những quý tộc nhà Trần vì thế đã đau đớn, nhảy sông tuẫn tiết. Có thể nói họ là những người giữ lại một phần nào đó những cái lòng tự trọng cuối cùng còn sót lại của vương triều nhà Trần trong lịch sử. Thưa quý vị, trở lại với thất bại của Hồ Quý Ly. Trong số những nguyên nhân thất bại, người ta vẫn nói đến một nguyên nhân được đúc kết trọn vẹn trong câu nói của người con cả của Hồ Quý Ly là Hồ Nguyên Chừng: đánh thần không sợ, chỉ sợ lòng dân không theo. Hồ Quý Ly có thể là một nhà cải cách giỏi, và Hồ Quý Ly hiểu rằng nhà Trần cũng ở thời kỳ suy vi, bắt buộc phải có một sự thay đổi. Nhưng những thay đổi của ông chưa chín muồi, những thay đổi của ông không hợp lòng dân, không hợp lòng người. Và cái chết ấy là cái chết của người có thể có thành quách giỏi, có thể có vũ khí tối tân, có thể có một sự chuẩn bị kỹ càng, nhưng không có được lòng dân, lòng nước. Đến lúc này người ta mới thấy thấm thía một quan niệm, đó là dân như nước, chở thuyền là dân mà lật thuyền cũng là dân. Thưa quý vị, dòng lịch sử trôi đi, chúng ta sống trong thời hiện đại. Mỗi khi chúng ta nhớ về một vị anh hùng dân tộc hoặc một nhân vật gây tranh cãi trong lòng dân tộc, ví dụ như Hồ Quý Ly, chúng ta luôn canh cánh trong lòng một câu hỏi, đó là: vậy thì bài học lịch sử nào được rút ra? Có câu chuyện gì, có vấn đề gì mà từ thời xa xưa nhưng vẫn còn hữu ích
cho đến tận ngày hôm nay hay không? Thưa quý vị, từ một trong những nhân vật gây tranh cãi lớn nhất của lịch sử dân tộc Việt Nam là Hồ Quý Ly, chúng ta chợt nhận ra nhiều bài học. Đó là bài học phải luôn luôn lấy được lòng dân, phải luôn luôn phụng sự nhân dân và phải luôn luôn thực hiện chính nghĩa. Có một nhà làm sử là sử gia Lê Thành Khôi đưa ra một góc nhìn rằng đúng, Hồ Quý Ly là một nhân vật cải cách. Nhưng có lẽ những cải cách của ông chỉ nhắm vào việc làm thế nào đó để hạn chế quyền lực của giới quý tộc nhà Trần, chứ không hẳn là nhắm đến việc cải cách để mà phụng sự nhân dân. Sử gia Lê Thành Khôi nói một ý rất đáng suy nghĩ. Đó là việc rời đô từ Thăng Long về Thanh Hóa, Tây Đô đó, suy cho cùng là để tránh sức ép của những quý tộc nhà Trần. Hay là việc mà đổi tiền đồng sang tiền giấy để lấy tiền đồng đó để đúc vũ khí nhằm ngăn chặn một cuộc chiến tranh mà Hồ Quý Ly hiểu rằng sau khi mình thay thầy đổi chủ thì kiểu gì cuộc chiến ấy cũng diễn ra. Thưa quý vị, chúng tôi hiểu là lịch sử chỉ diễn ra một lần, nhưng nhận thức về lịch sử là cả một quá trình, là cả một câu chuyện. Và trong hành trình nhận thức đó, mỗi một sử gia lại có những góc nhìn khác nhau. Chúng tôi không dám khẳng định góc nhìn của sử gia nào là chính xác, nhưng chúng tôi muốn nói rằng bất luận là góc nhìn nào thì bài học về việc mất lòng dân là mất hết mà chúng ta nhận ra từ Hồ Quý Ly vẫn còn nguyên giá trị. Chúng tôi cảm ơn quý vị đã luôn luôn quan tâm theo dõi chuyên mục Theo Dòng Sử Việt trên kênh YouTube Nhà Báo Phan Đăng, và chúng tôi luôn luôn cố gắng trình bày các câu chuyện lịch sử một cách đơn giản, dễ hiểu với những liên hệ đến thời hiện đại ngày hôm nay, để hy vọng sẽ gợi mở trong lòng quý vị những ý hướng nào đó, những ý tưởng nào đó để chúng ta cùng kiến tạo một tương lai tốt đẹp, phồn thịnh cho dân tộc chúng ta. Xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại vào những clip tới đây.